Rồi, ok, hello anh em và chào đã quay trở lại với channel Pop Pro. Chào cả chị em luôn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với con game Gravity Tale phần 2, game kinh dị dành cho người sợ ma nhá. À mà này, nếu các bạn có nhu cầu về sản phẩm công nghệ nhá thì có thể truy cập ngay Hoàng Hà Mobile. Ở đây có rất nhiều sản phẩm chính hãng, thoải mái lựa chọn. Link của Hoàng Hà Mobile mình có để bên dưới mô tả như bình luận cho mọi người dễ truy cập nhá. Đừng quên. Tập lần trước thì chúng ta đã chơi xong cái chapter 1 của nó rồi và chúng ta đã biết được cốt truyện các thứ. Hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình của cậu bé này, đi tìm lại người em gái và cũng như là tìm lại con vua. Đây, con của vua đây các bạn nhá. Mình đoán là con của vua khá là hiền lành đấy. Hu hu thôi à? Wow, các bạn nhìn cái cây đâu? Cái cây này dị vãi, nó có mắt có mũi này. Ok. Mình đoán là ở dưới này có một cái gì đấy. Tí nữa chúng ta sẽ có thể là sẽ phải ra đấy để đào một cái gì đấy, chắc chắn luôn. Ok, lấy được một quả. Ok, cái tí nữa chắc chắn là sẽ phải lấy thêm quả đấy nữa, nhưng có vẻ hiện tại nó đang hơi cao. Một bức tượng. À, một bức tượng trông khá là tởm. Ít sâu đả. Ở trong này đả quá anh em ạ. Tối quá. Ok. Rồi, mình sẽ phải đi kiếm cái viên đá mà phát sáng ấy, xong rồi mình đặt vào trong đấy chăng. Rồi, ok, trong này có khá là nhiều thứ đấy. Mình nghĩ là sẽ có nhiều thứ lấy được. Thôi, đi kiếm viên đá đấy các bạn nhá. Để xem nào. Với kết quả này thì bổ à, với kết quả này chúng ta có thể bổ ra được một cái strand seed, một cái hạt. Cái hạt này đang chưa biết để làm gì. Đi tiếp đã. Cái cây này mắt mũi trông tởm vãi. Bạn công nhận mình không? Cây đó. À đây. Ở hai bên nó lại có cái trục gì đấy. Có cửa. Alo. Làm gì? À. Cho lò miếng bánh thì sao? Ai cầm lấy bánh đi bitch. Ok hả? Nó ăn bánh của mình rồi. Ok hả? Nó ăn bánh của mình rồi mà nó lại không ấy à? Nào để xem nào, mình đoán là chắc là phải đặt đấy. Chuẩn đét. À. Ok, mỗi một lần rung cái này là sẽ có một cái quả nó rung lên và chúng ta sẽ cần phải lấy cái quả phát sáng. Quay lại cái, mình nghĩ là mình sẽ phải lấy thêm một quả nữa bằng cách là mình sẽ chặt cái cây này đi. Sorry cây nhỏ, nhưng mà tôi cần cái hạt của quả nhá, xin lỗi nhá. Ok, cây thông minh thực sự, nó ngả xuống các bạn ạ. Rồi, em xin nhá. À, từ à, phải chặt nó ra đã. Ok. Có cái dao của ông vua cho là cũng khá là tiện nhỉ. Chứ ông vua mình thấy là đưa cái dao nhỏ nó tiện hơn. Chứ mà đưa mình cái kiếm ấy, nó có khi mình còn không đủ sức để mà cầm được. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đến cái này. À, ok, cho vào đây. À đây chứ. Đây. Được rồi, bây giờ làm thế nào để lấy được cái kia? Ok. À đây rồi, mình đoán là bây giờ chúng ta phải mở cửa ra này. Đấy, rồi sau đấy mình đi sang bên này, mình bẻ cái này xuống. Ui sổ. Mình vẫn lít. Rồi, ok, bây giờ quay trở lại nhá. Quay trở lại ngôi nhà kia. Mình nghĩ là sẽ có nhiều thứ khá thú vị ở trong căn nhà này. Và mình thấy là chúng ta có thể làm gì đó với cái bức tượng. Chắc chắn luôn. Rồi, ok. Tăng. Có một quyển sách. Ok, để xem quyển sách này nói gì. A few moments later. Rồi, ok, và sau khi đọc xong ấy thì ở trong cái quyển sách như này, cái trang đầu tiên nhá, mình sẽ quay lại cái trang đầu tiên. Đây là đã có một cái người thần bí đến tìm cái ông chủ nhà này và nói cho ông ấy một cái bí mật là có một cái hồ nước. Đấy,
sẽ có cái sức mạnh là cái nước đó có thể làm cho những cái vật vô tri vô giác nó có thể cử động được, và nó sẽ làm người hầu cho mình ấy, kiểu kiểu thế, nó sẽ là người support cho mình đấy. Thì mình đoán cái người, và sau đó thì cái ông chủ nhà này, ông ấy đã tạo ra đây những cái con người gỗ như này, và sau đó ông đã đi lấy cái nước đấy, ông đổ người con người gỗ. Nhưng mà đến cuối cùng thì con người gỗ đấy nó chỉ có thể di chuyển được đấy, chứ nó không thể nói được. Và tiếp theo là sau đó là người, cái người bí ẩn ấy, cái thằng bí ẩn mặt loèm nó đã quay trở lại, và nó bảo là ông ấy phải đi đến cái hồ nước tăm tối ấy, cái hồ nước gì gì đấy, để lấy nước từ cái hồ đấy về đổ vào người, cái thằng người gỗ này thì nó mới có thể nói chuyện được. Rồi, đại khái là kiểu kiểu là như thế nhá. Thì chúng ta đã biết được rồi. Các bạn có thể hiểu là đây này, cái chai nước này chính là cái chai nước mà sẽ giúp cho chúng ta làm cho cái con này nó cử động được. Ok. Từ từ. Uầy, cái này thì làm sao mà biết được nhỉ? Cái này làm sao mà anh em mình biết được? Cái này thì sao? À, ok. Cái này hay này. Nó sẽ dẫn chúng ta mở cái kia. Nghe nhá. 1 2 1 2 3 4. 1 2 3. Ok. Rồi. Nghe này, 1 2 1 2 3 4. 1 1 2 3. Đấy, được chưa? Thế thì chỗ này nó sẽ là số 2. Cái bên này thì nó là số 4 này. Cái bên này là số 1. Cái bên này là số 3. Chuẩn chưa? Anh em mình chơi cái này nhiều quá rồi gì nữa. Đây, nước thánh đây. À, có một cái xẻng. À, thế thì chắc chắn rồi, anh em mình quay lại chỗ kia, đào lên cái. Để nói chuyện với thằng mặt loèm này xem có gì nói chuyện được không. Ok nhá. Bây giờ từ từ. Có thể dùng được cái này để đào không? Không. Mình nghĩ là mình sẽ phải đào đây trước. Đây. Để xem đào được cái gì. Holy shit. Ok. Chúng ta đào được một bộ xương. Lấy được một cái chìa khóa. Này, cái bộ xương này không biết được của ai. Vớ vẩn, là của người thần bí hoặc là của chính ông chủ nhà đây. Đổ ở đây vào đây được không? Đổ được. Ok, để cho thằng này nó sống dậy đã. Đấy, cái lọ nước này là lọ nước thần đấy. Ok, tôi đã có thể nói lại được rồi. Bạn là ai? Rồi, tôi chỉ là cái tượng thôi. Người sáng tạo ra con này, đây có phải là nhà của anh hay không? Không phải rồi. Rồi, tức là cái thằng sáng tạo ra nó đã chết từ rất là lâu rồi nhá. Rồi, đại khái thì chúng ta hiểu được cái câu chuyện là như thế nhá. Chúng ta chỉ cần biết đấy là cái lọ này nó sẽ làm cho cái thằng kia nó cử động được những cái gỗ ấy. Đây, chúng ta sẽ mở cái này ra. À, đây rồi. Hello. Mình nghĩ là chúng ta bây giờ sẽ phải đi tìm những cái thuốc để cho mấy con kia nó sống lại được. Anh ơi. À, đây. Ok. Đây rồi, chúng ta sẽ phải tìm nó ở dưới cái gốc cây. Cái lọ đấy ấy, là phải tìm dưới cái gốc cây của cái cây nhỏ. Mà cái cây nhỏ thì chỉ có cái cây này thôi. Anh em đào luôn. Đấy rồi. Chúng ta có hai loại nhá. Một loại ấy là có thể làm cho cái cây nó nói chuyện được. Nhưng mà có một loại khác sẽ chỉ làm cho cái cây nó di chuyển được chứ nó không nói được. Các bạn hiểu không? Cái màu xanh là nó nói được nhưng mà không làm cho con này nó di chuyển được. Và ngược lại. Đấy. Cái lọ đỏ thì chỉ làm cho di chuyển được và không nói được. Nhưng nếu mình đổ cả hai vào thì được không?
Hình như là không đuổi được cả hai rồi đâu. Nó sống dậy được thôi nhá, nó không nói được. À đẹp, nó nói được kìa. À hình như nó chỉ nói được một câu rồi. Tôi đã sẵn sàng phục vụ. Rồi, chủ nhân mới của tôi. Nào, đi theo anh nào. Bây giờ đưa thằng này đâu, cho hai này ra đấm nhau à. Ê, you, đấm thằng này cho anh. You, đúng, mày, đấm nó cho anh. Đấm đi. À, mình đoán nó không đấm đâu các bạn ạ. Cay thế chứ lại. Nào, để xem mình dẫn thằng mặt loài này đi đâu nhá. Dẫn ra cái cây này đúng không? You, đấm ra kia cho anh. Có hiểu vấn đề không? Không hiểu vấn đề. Có cái cầu. Mình sẽ làm gì? À, mình sẽ để cho con này nó cõng mình đúng không? Ơ kìa. Thằng chó. Chơi bẩn thế nhở? Ai lại chơi thế bạn ơi? Ai lại chơi thế bạn ơi? Ai lại chơi đẩy xuống? Ai chơi bẩn thực sự luôn ấy. Không thể tin được. Tại sao mình lại có thể chơi bẩn đến như thế nhở? Bạn bè mà lại đi chơi đẩy nhau. Vừa nãy một con không đủ, mình nghĩ là chúng ta sẽ phải cho cả ba con cơ. Đấy, ba con này. Chúng ta sẽ phải sử dụng cả ba con và đẩy cả ba con xuống các bạn ạ. Sợ thế. Ok bạn nhá, nói ít thôi, đi theo mình nào. À, và hãy nhìn xem ở trên người bọn này nó có ký tự này. Nó có ký tự gì đó. Con này nó cũng có ký tự riêng. Con này cũng có một ký tự riêng. Đây là trên người nó đây này. Mỗi con lại có một ký tự khác nhau các bạn ạ. Ok chưa? Và như vậy là chỉ cần ba thằng hình nhân thế mạng thôi là chúng ta đã có cái cầu để đi qua rồi. Rồi anh em đi qua thôi. Khổ thân mấy thằng kia nhỉ? Xin lỗi nhá. Wow, anh em mình đi qua được khu rừng tối rồi các bạn ơi. Ở đây tính ra là cũng khá là đẹp đấy. Cây cối hoang vu, cây cối hoa lá các thứ này. Mình cảm thấy đỡ sợ hơn. Có một ngôi nhà. Ôi, cửa tự động. Các bạn biết không? Nhà trong rừng mà lại có cửa tự động. Thường là nó sẽ được kiểm soát bởi ma thuật. Tức là cái nhà này nguy hiểm đấy. Nhà của người bình thường thì người ta sẽ phải ra mở cửa cho mình. Các bạn hiểu không? Đói thế nhở? Vừa đói vừa mệt. Mình nghĩ là mình sẽ vào đây xin một chút thức ăn. Bà này. Ok. Chào bà nhá. Cháu đi qua khu rừng đã rất là mệt rồi. Cháu muốn chỉ xin một chút bánh có được không? Vào đi cháu. Ăn, tắm rửa, nghỉ ngơi. Đừng có lo gì cả. Ok nhá. Tại sao lại tốt thế nhở? Ở đâu lại có một người, có một người bà tốt thế nhở? Anh em mình có nên đi vào không nhở? Tự nhiên thấy sợ thế nhở? Thôi cháu vào rồi. Thôi xin lỗi nhá. Nhưng bây giờ đi thì cũng không được. Nhìn bà này trông hơi ghê. Các bạn là giống kiểu mẹ mìn ấy, giống kiểu người bắt cóc ấy. Sợ vãi lít. Được thôi, đi vào xem như nào. Come in. Come in, vào đi cháu. Này, tại sao nhà bà lại có xương xiếc các thứ trông tẩu thế nhỉ? Bánh này. Ôi ôi. Bà. Tôi bảo mà. Nó có sai đâu. Trong chuyện ngày xưa cũng thế, toàn là dụ trẻ con vào ăn bánh uống trà, rồi sau đấy là bắt cóc. Trời ơi, biết thế là tôi không đi vào nữa rồi. Đây rồi, đây rồi. Đây là những đứa bé bị bắt cóc cùng mình. Ui ôi, xương này. Nhìn xương này. Ôi, bà là người ăn thịt à? Guys, what's going on? Đã có chuyện gì xảy ra? Vãi cả lít ạ. Ôi, vãi cả trưởng. Sau khi hỏi chuyện ra thì mới biết là tất cả những cái bánh, cái đồ ăn ở trên bàn ấy, nó không phải được làm ra từ những nguyên liệu bình thường, mà nó được làm từ trẻ em, từ thịt trẻ em. Và
bà kia chắc chắn là bà phù thủy rồi. Và những cái đứa trẻ này hiện tại bị bắt ấy sẽ là nguyên liệu để làm món ăn tiếp theo đấy. Ôi dồi ôi. Rồi túm lại là kiểu gì thì cũng sẽ bị nấu thôi. Thế nên là bây giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây. À ok. À đây, mình sẽ phải đập sang bên này. Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải đập sang bên này thì chuẩn hơn. Ok. Đau khuyết đấy nhỉ. Rồi, tiếp tục đây. Ok ok. Vẫn còn được một chút nữa. Được rồi, được rồi. Mình nghĩ là chúng ta có thể sử dụng cái gì đó. Ôi, không có cái gì dùng ạ. Thế thì làm thế nào bây giờ? Con dao của mình đâu nhỉ? À, sau khi bị bắt, có khi bà ấy kia bà đã lấy dao đây. Xương bạn. Khó nhỉ? Bây giờ làm nào bây giờ? Ok, mình sẽ thử tiếp. Mình sẽ cố gắng. À, có thể sau đó mình sẽ đưa bức ảnh cho bọn này đúng không? Bọn nó sẽ biết đúng không? Ok á. Không làm gì được nữa à? Trời đậu. Hao tu. Ủa mẹ ơi, không làm được gì nữa các bạn ạ. Làm thế nào để thoát ra đây? Nhanh không bị thịt nữa rồi. Nhanh. Ồ, mình phải nghĩ gì đó đi các bạn ơi. Mình phải làm gì đó. Đi qua này tiếp nào. Khó thực sự. Ồ. Mình nghĩ là mình sẽ phải làm thêm một vài lần nữa như này. Con mẹ lú rồi. Ôi, thông minh tê nhờ. Con nhà ai mà thông minh tê nhờ. Đây là có vẻ là bồn vệ sinh rồi. Uầy. Vào trong này xem nào. Uầy, nội tạng các thứ này. Vãi lít đấy. Tim này. Tim gan cật phèo phổi này. Các bạn nhìn không? Không lấy được cái dụng cụ gì khác ngoài lấy mấy cái vớ vẩn đấy à. Table with a locked drawer. Quá bố nó rồi. Ok, chúng ta có một cái hai bình tưới cây. Để xem lấy được thêm cái gì nữa không. Đi ra ngoài. Đi tiếp nào. À. Ok, đau tay quá. Tưới nước này. Từ mấy nước này. Ơ kìa, tại sao mỗi một cái lại ra một cái loại lá khác nhau này thế nào nhỉ? Ơ kìa, đổi màu luôn ạ. À, ok. I need to find something to carry it in. Ok. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta phải đi tìm cái gì đó sử dụng cái lá này và sau đó mình sẽ tìm cái lá đúng màu và đúng hình dáng. Đây là cái nhà nào đấy? Wow! Thì ra chỉ là cú lừa thôi các bạn ạ. Đây này, đây là hình dáng thực sự của cái nhà đấy. Chứ nó không hề bình thường như lúc đầu đâu. Xung quanh là hàng rào thép gai các thứ. Khóa rồi. Bây giờ anh em phải đi vào cửa trước à. Đã đi ăn trộm rồi lại còn đi cửa trước. Thái thông minh. Đây. Ui. Lừa tế nhở. Bây giờ làm gì đây? Mình nghĩ là mình sẽ phải trốn. À, đây con dao của tôi đây rồi. Ý. Mày quá chạy ra được ngoài các bạn ạ. À đây. Mình nghĩ là sau khi đó thì mình có thể vào trong này không? Mở bằng cái con dao của mình chẳng hạn. Không mở được. Tạm thời trốn ở đây đã các bạn ạ. A few moments later. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái nhà đi. Mình nghĩ là mình sẽ phải vào nhà thêm lần nữa. Mình nghĩ là mình đã quên lấy một cái gì đấy. Ok. Chưa quá. Ui, bà đi xuống. Bà đi xuống rồi mới đi ra. Làm gì nhau. Lấy được cái chìa khóa để xem có thể mở cho bọn trẻ con này không. Save yourself, forget about us. Okay. Ok. Chìa khóa này không phải rồi các bạn. Chúng ta cần phải tìm cái chìa khóa khác. Thế thì mình nghĩ là nó sẽ mở cái ở trong này.
strange. Ở trong này, trong này có cái gì đây? Ờ, cái tờ báo này. Rồi, ok, vào đây. Cái này không biết để làm gì luôn đấy. Từ đó chúng ta sẽ phải tìm trước đã, lọc cái này mình cái này ra. Cất vào đây. Cất gọn gàng đấy các bạn. Cái này à, đây đây đây. Chúng ta sẽ phải lấy những cái thứ như này. Cái lá này thì đâm vào cái que này. Cái này thì cho vào mạng nhện. Cái này thì cho vào trăng. Cái này thì cho con chim nó cắp. Rồi, đại khái là như vậy. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải biết được là cái lá đấy nó có màu như thế nào. Đấy, đấy mới là quan trọng. Mình nhớ là mình có lướt qua cái bức tranh đấy rồi. Thế nên là bây giờ anh em phải đi vào trong này. Đây đây, trên tường, trên tường. Ôi trời, bãi cả lít ạ. À, đây rồi, bà đi lên rồi. Đây, cái nào sử dụng cho cái nào đúng không? Đấy, bây giờ xin phép các bạn là tớ chụp lại đã. Rồi, ok. Sau khi mà chúng ta đã có những cái màu như thế này thì chúng ta sẽ biết được là mình sẽ phải hái cái lá nào với cái màu nào. Đây là nào đây? Bây giờ bò lên trên được không? Ok, thật tình cờ và thật bất ngờ. Ai lại chơi như thế? Cáu thế nhở kia. Bà ấy tốt thực sự các bạn ạ. Bà bắt được mình xong, bà lại đuổi mình ra khỏi nhà. Ừ, bà có định làm hại mình đâu. Hiểu nhầm rồi. Rồi đã, để xem bà béo đâu đây rồi, bà béo đây rồi. Bà béo vừa đi lên xong, mình phải đợi bà ấy đi bà ấy đi sang bên kia. Bà ấy đang chăm sóc cho chồng bà ấy đấy. Tính ra cũng là một người vợ hiền nhá. Vợ hiền dâu thảo. Đấy, ông kia bị cụt mất hai chân rồi. À, ôi ôi, nấu niếc mình nấu bằng chân rồi, sợ thế. Ơ, lấy được cái bát, tóc lú. Làm gì đây, trốn à? À, ok, chúng ta có thể trốn được. Hay là bây giờ, nhân cơ hội này anh em mình cầm dao sang đâm cho ông kia phát. Đi. Sợ đách gì? Gì nhanh thế? Hách à? Bà chơi bẩn nó vừa thôi. Cháu thì chân đã ngắn rồi. Bà lại còn chơi hack speed. Bà tốc biến nhanh thực sự. Thế thì ai chơi? Ai chơi với bà nữa? Bà chơi mình đi. Khổ thế. Mình cứ tưởng ông kia kiểu như là vô dụng, phải không? Nhưng mà ông có quả chuông. Một người có cái chuông thần kỳ đấy. À, bây giờ thì sang bên này. Đầu tiên là mình sẽ nhìn vào điện thoại đấy nhá. Mặt trăng nó là cái lá gì nhỉ? Mặt trăng rồi là cái lá này. Đó, và cái lá đấy thì phải có màu vàng các bạn nhá. Đây, mình sẽ tưới đã. Mặt trăng không phải lá này. Không phải lá này luôn. Đây, mặt trăng là cái lá này và nó phải có màu vàng. Ok, bây giờ là dùng cái nào để lấy đây? Dao, không phải, không lấy được, cái này. Ok nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với mình phải xem đã các bạn ạ. Rồi, mạng nhện màu xanh. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với mạng nhện màu xanh. Mình nhớ cái mạng nhện nó là cái lá này. À, đâu đâu, nhầm. Đây, nó là cái lá mà nhiều cái nhánh nhỏ cơ. Đây, cái này. Nó sẽ phải là màu xanh lá cây. Rồi, ok. À, con quạ màu đỏ, vậy thì chúng ta sẽ phải đổi sang cái lá này. Con quạ màu đỏ, thế thì cái lá, đây, cái lá này phải màu đỏ đúng không? Màu đỏ, ok. Rồi, thế thì chúng ta sẽ bây giờ tưới nốt cái lá còn lại, chính là cái lá này, và nó màu tím. Ok. Rồi, và đây chính là cái công thức để là kiểu người chết ấy, đây này. Sau mình đoán bây giờ chúng ta phải đi lên và đổ cái đấy vào cái nồi thức ăn của bà kia. Đấy, thế là cho ông kia, ông ấy ăn đúng không? Từ đã, để xem bao giờ mình phi lên là hợp lý. Hết rồi, bà, bây giờ bà đang đi múc thức ăn cho chồng bà ấy đúng không?
Đợi bà ấy đi múc xong mình lên mình đổ vào. Bà ấy đi xuống à? Ui bà ấy đi xuống thật ạ. Hít, bà ấy đi xuống mình lại đi ra. Xong mình đứng đây thôi. Cái gì đấy, cái gì đắc đắc đấy. À, cho ăn. Rồi ok, phải cho chồng ăn rồi. Đói, ăn suốt ngày, người thì gầy rồi mà ăn lắm đấy. Là thực ra bà này rất là chiều chồng nhá. Nhờ, suốt ngày nấu ăn rồi các thứ. Ok, chắc chắn là cho cái này vào rồi. Nấp ở đây, trốn ở đây thôi. Đây là trốn ở đây và chờ đợi cơ hội nhé các bạn. Mình không biết là mình trốn ở đây là thông minh hay là ngu nữa. Mình nghĩ là trốn ở đây là sẽ thông minh. Tại vì bà ấy sẽ đi xuống, đúng không? Bà sẽ đi xuống, xong rồi bà sẽ lại đi lên để cho chồng ăn. Chắc chắn luôn. Thế nên là chúng ta chỉ phải chờ thôi nhá. Hãy cố gắng chờ một chút. Mẹ chồng này suốt ngày dạ vâng rồi phải cho nó ăn các thứ. Tôi mệt lắm rồi, nhưng chẳng lẽ ta lại vạch cho mày một phát. Nào, để xem bà này cho ăn nào. Ai không ngon. Chửi nhau, cãi nhau. Bà nấu kiểu gì mà tại sao lại có ngu như thế. Nhốt luôn ở trong phòng. Nào, để tôi ra đếm thử xem có đúng là không ngon không nào. Cay thế nhở. Mình đã phải đi bắt trẻ con để nấu cho thằng này ăn rồi mà nó vẫn chê là con không ngon. Bực sự. Ok, bây giờ là lúc anh em mình thoát ra đúng không? Khóa cửa rồi. Từ từ đã, nhưng bây giờ mình đi xuống thì kiểu gì bà cũng bắt được mình. À, hiểu. Bà ấy sẽ uống cái cốc kia. Thế bây giờ mình sẽ đi xuống. Đây. Ý. Rồi xong nhá. Uống đi, uống vào đi. Ngất. À không ngất à. Hình như là vẫn chưa đủ đô các bạn ạ. Ngất đi. Uống thì ngất đi chứ. Để xem. Ngất đi. Ngất. Ê kìa, khỏe thế. Cho uống bao nhiêu là thuốc rồi mà bà không ngất ạ. Thế thì làm kiểu gì đây. Vẫn ra chơi với chim được. Lừa thế nhở. À ha, ok. Vừa nãy giờ đi vòng quanh nhà để xem có cái gì không. Thì bây giờ mới phát hiện chúng ta có thể lấy được cái gai ở đây đúng không. Sau khi cho bà kia, bà ấy uống và bà ấy ngất đi thì chúng ta phải để cái gai này lên cái ghế để cho đâm vào đít con mụ xấu xa, đúng không? Hợp lý, bảo sao từ nãy giờ cho bà ấy uống mấy lần rồi bà vẫn tỉnh. Hợp lý. Vào đây. À kìa, ai lại chơi thế? Đẹp thế. Ok, ai chơi thế? Cháu ra ngoài rồi mà. Ok, ai chơi thế? Các bạn thấy chưa? May mình ra ngoài nhanh. Ok, ai chơi thế? Phải nhanh nhá. Đây, đoạn này bắt đầu cho cái gai vào ghế. Hẹp. Em lại đi lên tiếp. Cho nó an toàn nhé, cho nó an toàn thôi. Xong bây giờ đợi bà ấy bà ra chơi chim một phát nữa. Mình bỏ cái đồ kia vào đồ uống bà ấy. Thế bà ấy sẽ ngất. Quả này là chọc một phát là mông nhá. Con mụ béo nhá. Đây rồi. Đi xuống thôi. Hi hi. Quả này là anh em mình chơi là hơi bẩn đấy. Chơi hơi thâm đấy. Rồi trốn. Đây rồi. Quả này nhá. Quả này là căng này. Uống vào, uống đi. À, đau đít thế nhỉ. Câu chuyện hơi vô lý. Có thể cái gai đấy nó là cái gai độc. Thế nên là bà này ngồi vào thì mới bị như thế đúng không? Rồi, cho xin cái nhá. Goodbye, see you again. À, mở cửa cho các bé nào. Rõ ràng là tao mở cho đứa con gái mà mày lại ra mở cho thằng con trai. Vô lý.
Ơ kìa, không mở được á? Vẫn không phải cái chìa khóa này. Vãi cả lít ạ, nó bảo là hãy tự cứu mình và quên chúng tôi đi. Cay thế. Rồi, tôi sẽ thử các chìa khóa khác nhau. Chắc chắn là ta sẽ mở được cửa cho chúng mày. Rồi đấy. À, ok. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái này để vào cái ông què kia. Hợp lý rồi. À. Rón rén đi nhẹ nhàng thôi. Ok. Nhẹ nhàng thôi. À! Đây, đừng tóm đít cháu. Đừng tóm đít cháu. Mày bướng này. Thằng già cố đạn. Thằng già cố đạn. Sợ chưa? Bướng với anh à? Sợ thực sự. Anh quay lại cứu các em đây. Thấy anh ghê gớm chưa? Mở cửa luôn nhá. Rồi, mở cho một bé. Ơ này, rõ ràng là tao mở cho một đứa. Thế là cả hai cửa cùng mở ra. Ghê là vô lý. Không có nhà. Cái gì đây? Chúng nó có thể ở lại ngay ngôi nhà này á? Rồi sau này chúng mày sẽ trở thành quái vật à? Ok. Hai đứa này nó sẽ ở lại đây. Trong khi chúng nó đã bị bắt ở đây rất là lâu rồi. Chuẩn bị bị làm thịt. Thế mà chúng nó quyết định ở lại cái căn nhà này. Thật không thể chịu nổi. À đây đây, đi được tiếp rồi. Goodbye nhá, anh phải đi tìm con gái của vua để trở thành hoàng tử đây. Sợ thế. Ơ, quay lại chỗ cũ rồi. Ok, nhảy qua nào. À, đây. Ok, à. Nhảy ngu thế. Sợ vãi. The girl with the monster is on the hand. Ok, nó đang đi săn những cái con vật tội nghiệp. Đấy, cái con này nó đang chỉ đạo cái mấy cái con quái vật đấy. Nó đi săn các con thú. Em xin cái dao nhá. Em xin cái bình nhá. Như thằng ăn trộm. There's one spot. Không đi được tiếp, mình nghĩ là anh em sẽ phải đi lên. I can't go down. Đúng rồi, đừng đi xuống, Từ từ đã, mình nghĩ là quay lại không? À, đây. Hợp lý. Trêu nó à? Trêu nó tức lên nó đấm cho bây giờ thầy ngu, mình ngu vừa chứ. Đừng lo, để chị xoa đít cho em nhá, không có gì đâu. Nào, tấn công con kia. Kiểu con bé này nó kiểu đi chơi ấy. Ơ, đây có phải em gái mình không nhỉ? Hình như đây không phải là em gái mình. Rồi, đi xuống thôi. Hay đây là em gái mình nhỉ? Tự nhiên mình quên mất em gái mình trông như thế nào rồi các bạn ạ. Ok à. Bực thế nhỉ? Để xem video tiếp theo, lên ngay Facebook tìm Pop Pro Gamer, nhấn theo dõi, chuyển sang mục video và tận hưởng những video hay nhất và mới nhất của mình nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, thì chắc là tập này mình sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn ở tập sau, chúng ta sẽ cùng quẩy tiếp con game này để xem là có gì hay ho không. Tập này là chúng ta đã giải cứu được các thứ rồi, bị lạc vào nhà của phù thủy ăn thịt các thứ. Nhưng mà với bản lĩnh thì mình đã vượt qua được. Và thật sự là con game này cuốn đấy, không phải đùa đâu. Thế nên là hẹn mọi người tập sau nhá, anh em mình chơi tiếp. Còn hiện tại chắc là thôi, tạm này tạm dừng đây. Đừng quên là nhấn like cho video này, đăng ký kênh Pop Pro để ủng hộ mình. Còn giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.